đào lại khoảnh khắc Lan Ngọc xin vía xinh đẹp, thành công của Thúy Ngân. Hồi đầu năm, Thúy Ngân và Ninh Lan Ngọc có dịp tham dự một buổi tiệc cuối năm cùng nhau. Vốn cả hai là mỹ nhân nổi tiếng Việt và thân thiết với nhau từ trước, nên màn xuất hiện của cặp sao nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Tại đây, diễn viên Cây Táo Nở Hoa cũng đăng tải video quẩy cùng đàn chị, nhưng hành động xin vía sau đó của Lan Ngọc lại khiến dân tình thích thú. Theo đó, đều là những ngọc nữ của màn ảnh. Thúy Ngân, Ninh Lan Ngọc luôn chỉn chu trong hình ảnh mỗi khi xuất hiện trước công chúng, với yêu cầu trang phục của buổi tiệc là đồ màu trắng. Mỗi người đẹp lại chọn một thiết kế riêng, khéo tôn vẻ đẹp hình thể của mình. Cụ thể, diễn viên gái già lắm chiêu chọn mẫu đầm lụa lệch vai, có phần dây rút phía bên hông, tạo điểm nhấn bắt mắt. Cô phối mẫu giày trắng cùng tông và sử dụng phụ kiện tinh tế. Outfit lần này không chặt chém bằng những thiết kế màu sắc trước đó của người đẹp, nhưng vẫn giúp Ninh Dương Ngọc thể hiện được phong thái nữ thần. Về phần Thúy Ngân, cô chọn item ngắn ngang đùi, có phần chết eo, khoe khéo body. Mẫu váy trắng đơn giản được thêm phần nơ dựng 3D ở thân trước, khiến diễn viên gạo nếp gạo tẻ như một món quà lộng lẫy. Vốn có đôi chân thon dài, chứ danh, nên khi diện bộ đồ này, mỹ nhân gốc Tiền Giang đã tôn trọn ưu điểm của mình. Khung ảnh đậm sắc của Lan Ngọc và Thúy Ngân trong buổi tiệc. Điều thú vị là video quẩy theo nhạc sau đó của cặp sao khiến nhiều người không nhịn được cười. Theo đó, Thúy Ngân đang nhún nhảy, chia sẻ lại không khí sôi động của buổi tiệc đến người hâm mộ, thì diễn viên Cánh Đồng Bất Tận ở bên cạnh lại thể hiện vũ điệu xin vía. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1990 liên tục dùng tay chặn vào Thúy Ngân để lấy hen. Người đẹp gốc Tiền Giang cũng phải bật cười. Đây không phải là lần đầu tiên mỹ nhân sinh năm 1990 hài hước xin vía cô em thân thiết. Trước đó, khi gặp diễn viên Cây Táo Nở Hoa ở một sự kiện, Lan Ngọc cũng tay bắt mặt mừng và không ngừng khen ngợi nhan sắc của mỹ nhân gốc Tiền Giang. Tôi làm việc vất vả, còn Thúy Ngân được ở nhà chơi, hưởng thụ, sung sướng nên càng ngày càng đẹp, cô nói. Có thể thấy thời gian qua, cô nàng sinh năm 1991 liên tục đạt được những thành tích đáng nể. Ngoài nhan sắc thăng hạng, thành viên Running Man Việt Nam còn ghi điểm trong lòng người hâm mộ bởi sự duyên dáng trong các game show truyền hình. Tài năng diễn xuất của cô cũng được ghi nhận khi mới đây xuất sắc giành giải Mai Vàng thứ 2 trong sự nghiệp của mình. Về phần Lan Ngọc, dù nhận mình không rực rỡ bằng đàn em, nhưng cô vẫn vô cùng xinh đẹp. Ngoài ra, Lan Ngọc còn được phong danh hiệu mới là Đại Mỹ Nhân khi tham gia dự án phim mới. Các game show có sự xuất hiện của Thúy Ngân cũng không thể vắng bóng diễn viên gái già lắm chiêu. Vì vậy mà sự thân thiết của cặp sao lại càng tăng cao. Bạn nhận xét như thế nào về những khoảnh khắc đáng yêu của cặp chị em Running Man Việt Nam? Chia sẻ cho Bắp Channel cùng biết nhé!